Hello, xin chào mọi người nha. Bữa nay mình sẽ review chiếc xe điện mình mới mua nha. Xe điện chỉ giá 28.000. Đây, xe mình đây mới mua. Mua cho bà xã đi nè, đi làm. Này hơi bị ách xíu à. Xe coi xe bữa nay chạy được nhiêu. Đó. $28.000 tiền Đài Loan nha các bạn. Các bạn đợi mình chút xíu nha, mình dắt dây chút xíu nha, để mình mở. Đây, sau khi mở dây đây, thấy chưa? Cái bình đó nè, bình nó nằm trong này nè. 2 tháng điện nha các bạn. Kiểu thay sim nó còn gai mới ken luôn nha. Đó. 2 tháng đĩa chưa khui nha, tại mới mua còn đẩy chưa được. Cũ xưa là tháo ra cho mà. Hai kiến. Hai cái kèn. Nhàn trái phải. Đèn. Này đèn luôn. Mở cho con xem nha. Không không. Kèo luôn. Để dặn qua trái nó khóa cổ. Nó vậy là khóa cổ nha. Ngoài cổ. Ghê, thiết kế cái hộc cho mình đựng 2 cái đồ. Thấy không? 2 cái hộc. Phía sau. Cái này bên trong nha. Đó, bật lên. Trang sơn đa luôn. Áo mưa. Này cục sạc. Cục sạc. Cái này công tắc mở nguồn. Nhấn xuống. Khóa nè. Này cục sạc đây nè. Cục sạc nằm chỗ này nha. Thấy không? Cục sạc. Rồi chút xíu mình sẽ cho các bạn coi nó chạy được nhiêu nha. Chạy thử nó xuống dốc bao nhiêu nè. Quên rồi, thấy 2 bình nhậu nè. 2 bình nhậu thắng. Hồi nãy quên vừa ghi chú công biết nha. Lúc này là nút nhanh nha. Nó có 3 nút độ nha. Nhanh nè. Vừa nè. Bật hết là chậm nha. Chính giữa là vừa nha. Chính giữa là vừa nè. Cuối cùng là chậm nè. Có cái này nhanh nè. Cái này có tác dụng nè. Thấy không? Hồi nãy quên. Hồi nãy quên vừa ghi cho các bạn biết.